Dạ vâng, sau đây thì em test cái cặp chung cho anh Quảng ở Thanh Hóa nhé. Anh đã chuyển khoản để lấy cái cặp chung này rồi. Đấy, chung ai qua của mình đây nhá. Đấy. Đấy. Ở đây thì như em nói là em bán chung thôi, còn cái tép này thì nó đi kèm ở đây đấy, về anh sử dụng cũng được hoặc anh không sử dụng cũng được. Cái này là tép thạch anh thế nên là cái tiếng của nó rất là nhỏ nhá. Ở đây thì em sẽ tập trung test chung cho mình thôi, chứ còn cái tép này về thì anh phải đấu qua phân tần các thứ thì nó mới ra được cái tiếng tép của mình, chứ còn tép thạch anh thì nó rất là nhạy, nó chỉ là tí tách phải nghe rất là tinh thì mình mới thấy được. Ở đây tép thì qua điện thoại nữa thế nên là không thể nào thấy rõ đâu nhá. Em sẽ tập trung test chung thôi. Đấy. Đây em lấy một phát từ đây nhá, cho nhỏ này. To. Đấy, nhỏ này, đấy, to này. Chiều buồn cá ly anh nhớ Sài Gòn, người tình hoa văn duyên dáng mặn mà, năm ngón nõng nà, bàn tay xinh xắn, em vẫy tay chào. Ngày đó chưa phai, còn mãi trong anh áo em học trò, còn mãi trong anh phượng Sài Gòn. Hoa đẹp lắm, đâu có nơi nào bằng đất quê hương. Anh phương xa nhưng nhớ chung, hoa tên em chẳng... Đấy. Ok nhá, chung này của mình hoạt động ok nhá. Em sẽ chuyển sang test cái chung bên này cho mình. Đấy. Trên đây thì nó ghi dấu cộng dấu trừ rất là rõ rồi. Thế thì về anh cứ cộng thì là dương, còn trừ thì là âm giúp em. Đấy, đấu nó cũng rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Đấy, cũng tương tự sẽ cho to lên này. Đấy, nhỏ đi này. Đấy, to lên này. Tình hoa văn duyên dáng mặn mà, năm ngón nõng nà, bàn tay xinh xắn, em vẫy tay chào. Ngày đó chưa phai, còn mãi trong anh áo em học trò, còn mãi trong anh phượng Sài Gòn. Hoa đẹp lắm, đâu có nơi nào bằng đất quê hương. Đấy, ok nhá, hai cái chung của mình đều ok rồi. Sau đây em sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh. Mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 591 581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh Quảng đã quan tâm đặt hàng bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.